Chào các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại video mới nhất của Huy Hoàng Audio. À, thì hôm nay em sẽ làm một cái video so sánh uh, chất lượng của ba dòng vang, ba dòng vang của ba đời từ năm 2019 đến năm 2021 các bác nhá. À, đây. Bác có thể nhìn, đây là ba dòng vang phổ biến gần như là rất là phổ biến trên thị trường, gần như là à, anh em audio nào cũng bán. Đấy, về ba dòng vang khá là phổ biến này. À, thì giới thiệu sơ qua với các bác một chút về ba dòng vang này ba à, dòng vang này thì tất cả đều là vang của hãng Black Acoustic đấy được sản xuất giải đều ra từ năm 2019 đến năm 2021 này đấy à, ba dòng này thì chắc chắn là đây là đều là ba con hàng mới nhất em vừa nhập về đấy đều được sản xuất từ năm 2021 nhưng mà những cái thương hiệu này thì được tạo ra từ năm 2019 đến năm 2021 các bác nhá đấy à, thì đây à, nói qua một chút về con vang Black 9 Plus này con Lex 9 Plus này là con con Lex F9 hàng loại 1 của Trung Quốc. Đấy ba con tất cả là ba con đều là hàng loại 1 của Trung Quốc nhé Đấy, hàng chính hãng cũng có. Đấy bác nào mà quan tâm về hàng chính hãng thì liên hệ em sau. Còn hôm nay em sẽ giới thiệu về con hàng loại 1 này. Đấy, con hàng loại 1 này thì là nổi tiếng nhất là ra đời thì từ năm 2019 được sản xuất nhái lại của con Lex 9 chính hãng. Đấy. À, về hình thức này không khác gì so với hàng chính hãng anh nhá giống hai hàng chính hãng về kể cả chất à, về âm lượng và về chất âm ấy, thì con 9 và lớp hàng loại một này thì cũng được đánh giá là 19 18 110 so với hàng chính hãng anh nhé đấy gần như là con này với con hàng chính hãng thì hai con ra chất lượng âm khá là tương đồng nhau đấy. còn về con FX20 này thì con FX20 này được sản xuất năm 2020 đấy nó sẽ có điểm nổi trội hơn là nó sẽ có màn hình ghép này và sẽ có một cái đầu ir điều khiển điều điều chỉnh bằng điều khiển con này là một trong những con vang rất là hot năm 2020 và đến tận bây giờ nó vẫn đang rất là hot cho anh nhá giá thành thì con này cũng khá là ok chất uh, lượng uh, chất uh, vang và chất uh, lượng của con uh, vang lex f 9 uh, f hai này thì khá là ok rất là tốt đấy con uh, đời trên cùng là con vang mới nhất hiện tại đang bác nhìn này con này thì nổi trội hơn con hai con này một chút đấy à, thì con này thì sẽ là con vàng của FX30 Plus cũng là hãng của Lake Autic hàng loại một à, những con hàng hàng này con 9 Plus này thì nó có hàng chính hãng nhé còn riêng hai dòng này thì nó sẽ không có hàng chính hãng nó chỉ có hàng loại một và hàng loại hai thôi và bên em chỉ chỉ bán hàng loại một cho bác nhé bác lưu ý giúp em bên em chỉ bán hàng loại một không bán hàng loại 2 đấy à, về hai con về con FX30 Plus này thì nó sẽ là đời mới nhất của năm 2021 mới được sản xuất ra đầu năm nay thôi đấy nó cũng có điều khiển cũng không khác gì lắm so với con F20 Plus nó cũng có điều khiển cũng có màn hình hạt mưa và điểm nổi trội hơn của con này F30 Plus này thì nó sẽ có thêm một dàn đèn nháy ở đây đấy gần như những con đời của 2021 thì đều có những dàn đèn nháy thì nhìn rất là đẹp đấy phổ biến của mỗi một năm thì nó sẽ có điểm cải tiến đi một chút nhưng mà về chất lượng âm các nhá vì ba ba con này chất lượng âm thì đều ngang bằng nhau đấy về chất lượng chỉ có khác nhau về ngoại hình một chút thôi. Còn về độ chất lượng âm thì ba con tương đồng nhau. À, về những cái con nick 9 và con nick FX30 20 này thì chất lượng âm của nó thì nếu mà so với hàng chính hãng thì chắc chắn không thể bằng được. Nhưng mà để mà nghe mà đúng tai dại thì con chính chính hãng nó chỉ bằng nó chỉ 10, con này thì chỉ được, được bằng 8 một con chính chính hãng thôi. Nó kém đi hai phần một chút thôi. Đấy về những cái con hoa dòng vang như vậy à, thì hôm nay em chỉ làm một video so sánh một chút về ba dòng vang này về ba đời từ năm 2019 đến năm 2021 thôi Đấy, tất cả vang thì em nói rồi nói chung về chất lượng âm thanh thì ba con thì cũng là tương đồng nhau còn về cái độ đẹp và độ tiện dụng thì bác có thể nhìn trên video rồi đấy bác ưng quân nào thì là nhìn là biết rồi còn theo em ấy thì những con dòng vang này thì một trong những con dòng vang nó vừa rẻ tiền mà chất lượng âm ra thì rất là tốt rất là sử dụng gia đình thì khá là hợp lý hợp lý hơn so với những con hàng mà đắt tiền hơn một chút trả như bác muốn thay đổi từng mẫu một từng năm một mỗi một năm sẽ một cái đẹp khác nhau đấy thì phù hợp cho những bác nào mà thích ưa dùng những con hàng vang mới đấy. qua theo năm tháng thì bây giờ thì em sẽ xin kết thúc cái video ngắn gọn so sánh À, giữa ba con uh, Lex fx 30 và 20 F9 này nhé bác nhé. Bây giờ thì em sẽ xin uh, uh, kết thúc cái video này. bác hãy cho em xin một like nhé. Cho em xin một like và một lượt uh, đăng ký kênh để bên em uh, tiếp tục uh, ra những cái video tiếp theo cho các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ xin uh, kết thúc video ngắn gọn tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.